Rồi, hello mọi người nha. Rồi, hiện tại thì bên shop Nam Hoi đang mới vừa về được một lô hàng rất là hot mà chờ đợi bữa giờ mấy anh em đợi chờ rất là nhiều rồi. Thì trước mặt mọi người đang là cái lô hàng Bo Uma Racing dành cho Aceton 50. Này là mẫu Bo Uma V3 nha. Đó, hàng mới vừa cập bến luôn, là bên mình lấy được cái chục cây thôi thì số lượng ít. Thì bây giờ mình sẽ khui ra cái bao bì cho mọi người có thể xem nha. Đó, thì ở ngoài là một cái bô màu tím. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu lôi ra để mà test cho mọi người xem. Đó. Đây. Đó, trước mặt mọi người, ngược em, ngược rồi, xoay lại. Đúng rồi. Đó, ok. À, em đứng xuống đây nè. Rồi, trước mặt mọi người đang là cái bô Uma Racing V3. Đó, nguyên cái cột bô tăng gắn như zin cho Aceton 150. Đó, cỏ 32 nha, màu đen. Cái hồng màu sơn rất là đẹp luôn. Đó, hàng mới về gắn như zin. Âm thanh của cái bô này là cực kỳ hay. Cái này là hàng zin luôn nha, hàng zin của Uma V3 luôn nha. Uma chính hãng mới về. Đó, Y15ZR nè. Đó, bao bì. Đó, 5 thùng, về chỉ được 5 thùng thôi. Đó. Số lượng rất là ít. Thì hiện tại là đã có 5 vị khách chốt hàng rồi, 5 cây đã được đặt cọc, giờ chứ còn lại 5 cây thôi. Đó, số lượng rất ít luôn, hàng lên xe. Đó, thì cái cây bô này là dành cho xe zin nha, gắp như zin là chúng ta đi không sợ bị hợp gì hết, đi rất anh là rất ấm và hay, không có bị gọi là la sùm hay là gọi là mất cái văn minh đô thị. Đó, đi rất là hay, trẻ anh em lớn trẻ hay là gì cũng đều có thể đi được. Nhìn rất nghe rất là sự mà các xe ra được rất là thoải mái. Đó. Rồi thì cái clip thì mình sẽ up lên cái video mà gắp lên xe test âm thanh sớm nhất. Thì trong cái kênh của mình hiện tại là vẫn có cái clip của Uma V3 rồi, test gắn xe test luôn. Đó, cho mọi người đang xem. Đó, đây là cái logo Uma Racing này. Rất là đẹp. V3. Rồi, số lượng hàng rất ít để các anh em chơi Tết. Đợt này giờ hàng xong là nó sẽ ngưng, nó không còn nữa. Đợt này anh em chơi Tết thì có thể ghé shop 5O nha. Rồi, 99-3B đường Lê Lợi, xã Tân Đức Nhi, huyện Hóc Môn. Số điện thoại là 090-234-8441. Rồi, ok.